không bay. Nó không bay con ạ. Thì nó không bay luôn. Nó không bay luôn. Dạ bay. Ủa, cảnh báo gì đấy? Cảnh báo động đất. Ui giời ơi, con đứng im nhá. Động đất. Dạ vậy. Ui giời, đang rung luôn này. Con nghe thấy không? Ở bên Nhật thì động đất rất là nhiều, nó là đặc sản. Nên khi mà cảnh báo này khá là chuẩn luôn á. Vừa lung lay nhà luôn này. Con cảm nhận được không? Con nhìn thấy không? Oh my gosh. Đây một con này. Ở trên này một con đấy này. Ở trên kia một con đấy này. Ok. Con soi đèn cho ba nhá. Yatta ne. Đấy mọi người nhìn nhá. Yamete kudasai. Một con. Trên này nhá. Và tiếp con nữa này. Yamete kudasai. Hai con này. Baram pam turut tut turut 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 tut turut tut turut tut turut 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 tut turut tut turut tut turut turut pam. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Cũng khá là lâu rồi không ra video. Cái đấy ba đang sạc. Budo, đi lại đây đã. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ok, ngày hôm nay là cái thời điểm này là đang là thời điểm mùa hè của bên Nhật đúng không? Ở bên Nhật thì mùa hè thì có cái gì? Con sẽ con gì? Semi. Semi. Hôm nay thì hai ba con sẽ đi bắt bắt con semi trong tiếng Việt là con gì? Con ve sầu đúng không? Mùa hè bên Nhật thì nó cũng sẽ có semi giống như ở bên Việt Nam mình. Và bây giờ cũng đang tối rồi. Nên khi mà đi ra ngoài sẽ có muỗi đốt. Và hành trang của chúng ta sẽ là phải xịt muỗi. Nào, Budo đứng đây để bà xịt muỗi cho. Ok, quay đi, người chứ. Ok, đưa chân nào. Ok, tay nhé. Tôi chia tay nhé, hai tay ra. Nhắm mắt lại nhá. Ok, mình cũng sẽ xịt ở chân luôn. Đây là cái lọ mà xịt mũi, gọi là xịt mũi loại côn trùng khi mà đi ra ngoài. Trời bây giờ ngoài cũng sẽ tối rồi nên hành trang đi bắt đó sẽ là phải cần là đèn sáng này. Đây đèn, một chiếc đèn rất là nhỏ nhắn. Đèn này đèn của ai đây? Đâu mama? Ok, let's go. Nào, ngoài đèn ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp. Cái hộp này hộp sẽ đựng ve sầu hay hộp đựng đựng mưa si đúng không? Đèn pin rồi này, có hộp đựng mưa si rồi. Thì chúng ta có cái này cái vợt. Papa, ông chín nó tối chín nó thu cô đơn giản nó cực thì chắc có mi chỉ cho papa. Tí nữa con chỉ cho ba, ok. Ok, chúng mình sẽ đi bắt ve sầu. Và mọi người cùng theo chân hai ba con xem hôm nay có bắt được con ve sầu nào không. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái ve sầu ở bên Nhật nó như thế nào nhé. Cái bao mở cho. Đấy, ở ngoài tối rồi này. Ở ngoài tối rồi này. À, ca dê thổi cái cửa nó bị đóng vào á. Bên kia. Ở đây muốn bắt ve sầu thì chỉ có ra công viên. Cái dịp này là đang cái dịp gọi là mùa hè của bên Nhật. Nên do đó là đúng cái tuần lễ, gọi là tuần lễ nghỉ.
đi nhìn nữa để ý ô tô đằng trước kìa. Ok. Mày sẽ đi tìm ve sầu, mà tìm muốn tìm ve sầu thì phải ra được chỗ nào nhiều cây. Như không biết là mọi người có nghe thấy tiếng ve sầu kêu không, nhưng mà ở đây nhiều cây đúng không? Đang nói cái chủ đề là cái thời điểm này đang là thời điểm tuần lễ nghỉ của Nhật. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8. Thì người ta sẽ nghỉ từ hôm nay cho đến sang tuần, đầu tuần. Nên có một số công ty là người ta đang barbecue. Lúc nãy mình không tiện quay. Chỗ ngay chỗ nhà mình có một công ty người ta đang ăn barbecue. Udo nhìn thấy không? Barbecue là nướng thịt á. Giống như mình đi camping á. Con có thấy không? Nào con dẫn đường ba đi, con đi trước đi. Con đi dẫn đường ba, con có nhớ ở ngay đây là có một cái công viên cũng nhiều cây. Ở bên Nhật thì rất là nhiều những công viên. Bán kính là 500 m. Ừ, đây bắt này trước đã. Đi lại này trước đã. Ở đây, chỗ đằng này này. Ở đây nghe tiếng ve sầu rất là rõ, nhưng không biết là mọi người có nghe thấy không. Đấy, con nghe thấy không? Ui, đây nè, chỗ này này. Chỗ này nhá, soi nhá. Con cầm điện thoại, con có cần đèn không? Nè, con cầm cái đèn này. Con cầm cái đèn bằng cái này đi. Hiểu. Con cầm đi, thì ba giờ gặp ve sầu thì ba sẽ mượn. Đây mình soi cây. Con hành trang của bạn Budo đây. Bạn Budo đứng lại nào. Đấy, cầm đèn này. Xin chào mọi người. Đây đoạn này nhá, từ. Chỉ muốn là cho mọi người coi xem cái con ve sầu ở bên Nhật nó giống ở bên Việt Nam không. Mà cũng muốn đi bắt để cho bạn Budo coi nữa. Không có. Nè, đằng này ba nghe thấy đằng này nó kêu này. Nhiệt độ về đêm thì ở đây là nó rơi khoảng tầm góc 30 độ C. Ban ngày thì nó rơi 38 độ C cũng khá là nóng. Thời điểm này cũng là thời điểm mà nóng nhất ở bên Nhật đó. Đây này, cái đoạn này này. Đây này. Không thấy. Cây này khả năng có này. À, nhìn thấy ve sầu rồi. Nhìn thấy ve sầu rồi. Đây đây, mọi người nhìn thấy không? Đây này, không biết là mọi người nhìn thấy không? Kìa kìa đấy, nó nằm ở đây này. Đến chỗ mà đoạn nào. Con đứng lại đây. Con đứng lại đây, ba chỉ cho. Con đứng lên đây, đứng chỗ chân ba này. Nhanh lên, cho ba mượn đèn. Ba xoay cho. Đây này, mọi người nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy con ve sầu đây ạ. Ok. Con xoay đèn cho ba được không? Rơi rồi, điện thoại ba bị rơi rồi. Con cầm ở dưới này. Lúc nãy là quay cho mọi người coi được cái con ve sầu đúng không? Con đưa đèn cho ba. Đây đèn cho ba. Để ba lên ba bắt không? Đấy. Nó không bay con ạ. Ê, nó không bay luôn. Nó không bay luôn. Nhà bay.
Ủa, cảnh báo gì đấy? Cảnh báo động đất. Ui giời ơi, con đừng im nhá. Động đất. Dạ vậy. Ui giời, đang rung luôn này. Con nghe thấy không? Ở bên Nhật thì động đất rất là nhiều, nó là đặc sản. Nên khi mà cảnh báo này khá là chuẩn luôn á. Vừa lung lay nhà luôn này. Con cảm nhận được không? Quái này. Đây là thành quả ở phía bên trong này. Con cầm đèn đi, con cầm đèn con soi. Con cầm đèn con soi. Con soi vào đây. Con soi vào đây cho mọi người coi. Đó, cái con ve sầu này. Hơi hơi mờ xíu, ok để ba bắt vào nhá. Con nhìn thấy không? Con nhìn thấy không? Con này ba sẽ vùng nếu mà được hay không được. Ui, dạ bậy. Amazing. Nó bay mất rồi. Dàn nền. Dekinakata. Tôi đến này cắt. Nó cao quá, nó nằm ở cao quá, không bắt được con này. Ồ, đi bắt con khác đi. Bây đi khu vực khác. Chỗ này là hai ba con đã bắt được một con. Đây để con xoay đèn đi. Con đứng đây để xoay đèn cho mọi người nhìn. Ừ, đúng rồi, lúc này động đất mà. Con để đây, con để hộp đây. Con để hộp đây. Con để cái hộp á, để ba nhìn qua quay. Papa. Ơi. Đây mọi người này. Papa, nó hơi mờ. Đó, mọi người nhìn thấy không? Papa. Con ve sầu. Tại vì mình đang đứng ở ngoài đất này á thì nó hơi lung lay thôi con mới cảm nhận được rồi. À con nó hơi lung lay thì con khó cảm nhận á. Đi thôi, con đeo đi. Con đeo đi. Con đeo đi. Sensei bảo thế á? Cô giáo bảo thế á? May quá đã bắt được một con. Con thứ hai nó cao quá nhỉ? Đi trước đi. Đi. Bây giờ còn một cái khu vực có nữa thì hai bố con sẽ di chuyển ra đó. Đáng chưa quỷ không? Thì con chạy trước đi, ba đứng đằng sau, ba bảo vệ con. Cứ đố bảo là phía đằng sau papa có con ma. Cứ đố chẳng có chiều ba kê được yếu. Đằng sau Budo có con ma này. Đã bắt được một con đi gọn vào nhá. Stop bự này. Stop. Giờ này tụi Nhật à, nó đi nhìn thấy hai ba con cầm đồ nghề, đi cầm camera ngoài đường, nó khá là lạ. Ngày hôm nay là cũng là cuối tuần nữa. Đúng là kịp. Ở đấy á? Cô? À, à ta yo. Cô atta. Đây này, mọi người nhìn không? Ở đây này. Đây này, mọi người nhìn không? Mọi người nhìn thấy một đây này. Ê, không đó. À. Atta nè. Chỗ này có. Chỗ này có một con ve sầu. Chắc là mọi người nhìn thấy đây này. Đó. Con giữ. Bạn Budo giữ chân. Từ từ nhá. Bà sợ lắm chỗ này mà con Hebi. Con đứng gọn nhá, để ba tắt nhá. Nào con giữ chân ba đi. Ok. Đã bắt được con thứ hai. Nào. Thả đây. Nico men đấy.
con mở mở hộp ra. Nào, con mở ra. Con mở ra. Rồi con đóng. Đã bắt được con thứ hai. Lúc nãy ba không xịt hết mũi á. Xịt hết chân á, chỗ này ba bị mũi đốt. Mũi đốt đai dùng mũi này. Ok. Đi tiếp. Các bạn được hai con. Khá là may mắn. Budo chỉ là cái chỗ đó là khi mà Budo đi chơi cùng với bà chiều nay thì Budo đã nhìn thấy rồi đúng không? Dạ. どこ？ないよ。違う。え、だから動けないんだよ。ないよ。一緒に、これ一緒に。Budo đi chỗ tối này Budo bảo là con ma chứ này. Budo bảo kể mình đây. Thì đó. Làm gì có ba kể đây. Vậy thì chúng ta đã bắt được mấy con rồi con? Bắt được hai con rồi. Ở chỗ này có một cái công viên. Chúng mình sẽ khai thác chỗ này xem có bắt được con nào không. Ba nhớ không? Ba nhớ mà, chỗ này có công viên mà. Con nhớ. Con nhớ á? Con nhớ nữa. Sao con nhớ nữa? Con nhìn thấy cái... Thì chỗ nào có tiếng kêu thì con gọi ba nhé. Cứ chỗ nào mà có tiếng kêu á, là chỗ đó có ve, là con semi kêu, là con semi ở đó. À, ngoài đường thì ở bên Nhật vẫn như vậy, rất là uy tín, rất là sạch sẽ. Mặc dù là cái thùng rác nó rất là ít. Nó đâu có cãi nhau đâu, nó đang kêu đấy, nó bảo Tashikete. Nó mà cứu nó, tại vì mình bắt nó mà. Ờ, bắt nó bay, nó không bay được nữa. Không thấy tiếng kêu nhỉ? Đấy, đấy, nghe tiếng kêu chưa? Ờ, đi đi, lại đây. Đây này. Con xoay đèn đi. Cho ba mượn đèn. À tạ. Đây đây đây. Chỗ này có một con ve sầu nữa này. Để ba đi vào nhé. Đây này. Đây nhá, cho mọi người nhìn đây nè. Chỗ này là sẽ quay được gần nó này. Ui này, à, cái xác con ve sầu này, nó lột xác này. Mọi người thấy không? Rất là nhiều nhá. Đây là xác nó lột rồi này. Nó cũng rất là giống như ở bên Việt Nam mình. Nhưng mà chỗ này mình đang nhìn thấy có một con ve sầu. Ờ, từ từ. Đây này. Đây mọi người nhìn không? Đấy, ở chỗ này con ve sầu này. Con nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bắt con này nhá. Ok. Đó, đã bắt nó được nó này.
để ba soi em có được coi có nào nữa đâu. Vậy là đã bắt được 3 con. Hả? Đó. Đã bắt được 3 con. Kìa. Bắt được 3 con rồi. Tí nữa xa ra chỗ sáng thì quay cho mọi người. Bây giờ đi tìm tiếp. Con cầm cái này cho ba đi. Để ba soi. À đấy. À, con ve sầu này nó bò từ dưới đất này giống hệt bên Việt Nam mình này. Mọi người để ý những cái lỗ đâu nhỉ? Đây. Cái lỗ này. Nó rất là nhiều lỗ này. Con nhìn đâu? Con nhìn thấy. Ơi. Sợ quá. Sợ. À, đây. Ui rồi, ở đây có 2 con liền mọi người ơi. 3 con liền này. Mít đấy, đồ chẳng mít đấy. Ôi đấy. Ui đây này. Đấy, 1 con này. Con nhìn thấy không? Ui rồi, nhìn thấy không? Con nhìn thấy không? Đây 1 con này. Ở trên này 1 con đấy này. Papa. Ở trên kia 1 con đấy này. Ok. Con soi đèn cho ba nhá. Yatta ne. Đấy mọi người nhìn nhé. 1 con. Trên này nhá. À, tiếp con nữa này. 2 con này. 3 con, 4 con liền. Ui nhiều lắm. Ui trời, nhưng mà con này trên này cao lắm. Con này tôi lên này. Đây, ở trên này. Ui 5 con này. Ui nhiều lắm. Nhưng không bắt ở đâu, ở trên cao lắm con ạ. Udo nhìn thấy không? Con nhìn thấy, không có sáng. Con... Papa nhanh lên đi thôi. Bắt đi. Thôi bắt ra, thế thôi. Ở đây, bắt thêm con nữa. Ui, 1 con bay rồi. 1 con bay rồi. Bắt 2 con. Ok, đi ra coi nhé, đi ra chút sáng đi. Nó vừa đá lên đầu bà này. Nào con mở ra. Không sao. Ok, con này. Bắt được bao nhiêu con rồi? 1 2 3 4 5 4 con 5 con thôi. Thế thôi, 5 con là ok rồi. Chúng mình đi về. Sẽ quay cho mọi người xem cái con ve sầu nó như nào. À, con này con Dangomushi là con bọ chiếu. Vậy là chúng mình đã bắt được 5 con ve sầu. Chỉ một lúc thôi, 2 bà con đã bắt được 5 con ve sầu. Và sẽ đứng chỗ nào sáng quay cho mọi người, hoặc là đi về nhà nhé. Đi về nhà để cho mọi người coi là cái con ve sầu. Con đếm đi, có bao nhiêu con đấy? 오키스기 오키스네 có con to đúng không? また下 언니 もうちょっと蚊の 大きい蚊が 何度起き 언니 OK 蚊に 사메の蚊 사메야?
Rắn cá mập đấy. Con thì không bắt được đâu. Cá mập thì nó chỉ thua thì ăn cả nhà đấy. Cả nhà ăn không hết con ạ. Cả nhà ăn không hết. Đây là thành quả mà hai ba con mình vừa đi bắt cái con ve sầu, con tiếng Nhật là semi đúng không? Semi và chúng mình bắt được 5 con, đấy là chỉ gọi là bắt bắt nhẹ rồi đấy, bắt đơn giản. Sẽ quay cho mọi người coi xem cái con semi ở bên này nó như thế nào nhé. Mọi người nghe thì nó, cái âm thanh của nó cũng khác, nó không giống như âm thanh ở Việt Nam mình. Bà nghe bà thấy nó giống âm thanh Việt Nam mình không? Mọi người nghe nghe xem cái âm thanh của ve sầu Nhật chứ, ve sầu Việt Nam nó giống nhau không? Đây là cái hình dáng của nó nhé. Đấy, đây là cái hình dáng của con ve sầu này. Đấy, cái bụng của nó đây. Ok, tối nay là đêm nay là không ngủ rồi. Thôi tí nữa đi thả bớt thôi. Đi bắt để cho mọi người coi xem cái ve sầu của Nhật Bản. Đó là cái video ngày hôm nay. Chúng mình đi bắt ve sầu. Ở bên Nhật Bản thì mùa hè nó cũng có ve sầu và thời điểm này là thời điểm tháng 8. Nên các anh chị đang xem video, nếu mà thấy video hay hãy nhớ like và subscribe. Và bye bye nào đâu. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe, ủng hộ kênh nha. Bye bye.